Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ lại cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Hyundai Tucson Phiên bản máy 2.0 ATH sản xuất là 2019 Xe lắp ráp trong nước có ngoại thất là màu trắng Nội thất của chiếc xe sử dụng là hệ thống ghế da màu kem Làm bánh với quãng đường là hơn 40.000 km Với trang bị đầy đủ những các tính năng công nghệ an toàn Để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ô tô chất số 91 Nguyễn Tránh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng đều có cam kết về chất lượng cho khách hàng trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và bây giờ thì em sẽ quay qua chút cho chị và các bạn có thể tham quan về tổng quan về ngoại thất của chiếc xe. Sau đó ta sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe để anh chị bạn có thể thẩm định và đánh giá chiếc xe em đang giới thiệu nó còn đẹp hay không. Với những tính năng công nghệ an toàn trang bị trên chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, cũng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ súng dốc, phanh tay điện tử, hệ thống chống trộm, cam đùi, cảm biến đùi và sáu túi khí an toàn cốp của chiếc xe sử dụng những cái tiện ích như là hệ thống cốp điện có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý những đường led về hệ thống keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đều còn trong tình trạng là nguyên bản không hề có hiện tượng bị đầm và hay thế thế gì cả và chiếc xe này thì đơn vị vẫn còn hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Nên anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin cụ thể để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình những đường nét của chiếc xe thì em quay đầy đủ để anh chị bạn có thể tham khảo khi anh chị và các bạn xem ưng thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng để có thể trải nghiệm về cái tính năng công nghệ cũng như là cảm giác lái của chiếc xe như thế nào sau đó mình sẽ đi vào vấn đề thỏa thuận lại về mức giá của chiếc xe này anh chị nhé Dọc tầng xe thì với chiếc xe có trang bị cho anh chị và các bạn bậc lên xuống là bậc cứng, có những phần lẹp mạ chrome, tay nắm cửa và viền mạ chân kính. Kính được trang bị hệ thống kính dán kính màu rồi. Bên trong về khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì nó có những phần keo chỉ này ở cánh cửa để anh chị bạn có thể quan sát đánh giá được là xe có bị đâm va hay thay thế gì không. Hệ thống tắp ly rồi những phần ốp nhựa bóng Bên trong thì có không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi Với bệ tỉ tay cũng như là cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời toàn cảnh Với những cái chi tiết cửa sổ trời này anh chị và các bạn đi vào những cái cung đường mà thoáng mát cũng như là dễ chịu Thì mình có thể mở cửa ra để mình có thể ngắm cảnh Một trong những cái tính năng rất là tuyệt vời giúp cho chiếc xe nó thoáng hơn chỉ có là khi mình bảo dưỡng chi phí thì nó sẽ có cao hơn một chút đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa kính lái của chiếc xe anh chị có thể thấy qua. Những chi tiết về hệ thống keo chỉ này, ốc ác này, rồi phần bậc cầm bệ bậc lên xuống. Ghế thì trang bị hệ thống ghế chỉnh điện rồi. Các phím điều chỉnh lên xuống kính, chỉnh gương đều nằm ở bên cánh cửa và hệ thống giải trí loa của chiếc xe. Đây là những đường nét về con ốc bản lề ở phần cánh lái của chiếc xe anh chị nhé ba chủ thì cũng nâng cấp lên bộ thảm trải sàn là bằng cao su rồi đây là vi nam sản xuất của chiếc xe để anh chị bạn có thể thêm xem và kiểm tra xe sản xuất là 29 nắp ráp trong nước những đường led về hệ thống cột kèo của chiếc xe cũng như răng cao su của chiếc xe nó vẫn còn đều là trong tình trạng là nguyên bản với hệ thống vô lăng ba chấu bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chiếc lăng và bên phía sau thì là có trang bị hệ thống gạt mưa và đèn auto cùng với cái đồng hồ hiển thị thông tin màn hình giải trí đã được trang bị là màn hình nồi có sạc không dây hỗ trợ khởi ngang dốc các phím Bright mode phanh tay điện tử đầy được những cái tiện ích an toàn để anh chị và các bạn trải nghiệm với màn hình thì nó có kết nối Apple CarPlay và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đánh giá với em về chất lượng về khoang máy của chiếc xe anh chị nhé. Với không gian khoang máy của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Những đường nét về hệ thống tai, ốc tai rồi những phần ốc mặt máy, ốc chân máy, keo mặt máy của chiếc xe đều giữ được độ nguyên bản. Chiếc Hyundai Tucson 2.0 ATH sản xuất là 2019, hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 735 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo của mùa án xe cũ.